Từ 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 từ, cẩn thận. Đừng có cầm tay, đừng có cầm tay Hùng ơi. Cầm cần á. Cầm cần á. Xả máy là để nó chạy đi, cho nó chạy đi. Cho chạy thoải mái đi. Chạy chạy chạy, đừng có sợ. Một chút. Ôi. Hay quá. Hello cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mấy anh em đi câu cá cả nhà. Cả nhà này mấy anh em đi câu cá. Đây. Có anh Qua. Đây anh Qua đây. Đi ghe của anh Nạo nha. Rồi Hùng ơi, Hùng chào bà con Hùng ơi. Chào bà con cả nhà. Chào cả nhà. Rồi. Coi coi ai là con cá đầu tiên nha. Có thưởng. Ai lên con bông lau đầu tiên có thưởng nha. Không có đâu à. Thưởng á. Không luôn hả? Có kìa. Chơi gì chơi ai? Có đủ, có đủ. Rồi con đen này hả? Đen này hả? Tôi thấy nó rồi, để coi nó sao. Thấy nó sao? Đút cái tay lái ra đi, đi cho nó rộng rộng chút. Đút đút vào trong hầm cho nó đóng trải. Nó cũng không đụng đầu rồi. Anh quýnh quýnh xuôi thẳng chứ luôn phải không? Em quýnh trong mé này nha. Tôi quýnh đi, ở đây quýnh dưới này mà. Có liên quan gì với nhau đâu. Không, thở xíu nó dướng một cái phải không? Rồi, có cả nhà. Đủ. Có cá nha. Dính dính ờ dính em bây giờ. Dính không? À. Vậy. Có cá nha. Dữ vậy. Có cá nha ơi. Có cá nha ơi. Nhận vậy. Cá đủ luôn mọi người ơi. Rồi dính cái gì rồi. Lên nè, nó lên nè không? Lên rồi. Lên. Có cá nha ơi. Dính cái cần quá vậy. Cái cần lên cái không. Quá đi không sao đâu. Không em nằm ở trên mà. Cá đuối luôn cả nhà ơi. Cá đuối chắc luôn. Có gì đây? Cá đuối đuối hay vậy? Bự không? Quý kéo chưa lên biết có cá đuối ta. Biết hay luôn rồi. Quá hay. Anh thợ hay quá, hay quá. Thợ quá trời. Thợ mà anh. Có đuối nha cả nhà. Được. Con này ăn được nha cả nhà, vừa miệng. Vừa miệng, vừa miệng. Vừa miệng, vừa miệng. Hay quá. Vừa miệng, vừa miệng. Ôi con này bự chứ. Thì con này vừa miệng, má nó con này vừa miệng mà. Con này cái đuôi cái này nha, con đầu cái đuôi đầu tiên nha. Ngon lành. Chặt cái đuôi chặt đuôi đi, chặt đuôi. Thì chặt đuôi trả cho biển đã. Nó trả cho biển chứ. Cái đùng cái gì ta? Tiền ta. Đùng ta. Cái đùng hay cái là gì? Cái dứa ta? Ê, dạ. Dưới nè, quay lên. Dưới lên cái. Ồ, Hùng có cá dứa nha. Hùng đã lên nha. Hùng đã lên cá dứa đầu tiên nha. Hay quá Hùng ơi. Hùng lên cá dứa nha. Hùng có cá dứa rồi nha. Đường cũng đó, có lý lắm á. Ủa cái kéo nào ta. Kéo lý ra chưa. Thấy rồi. Rồi. Nè, 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 dứa nào rồi. Ờ, đây rồi. Để em thải cái căng vô bất lượng để ngậm nó đi. Trong đó cá dừa luôn, cá dứa trong đó quý. Đúng rồi. Sao lại những cái đuối này chứ. Nhớ không? Ừ, không. Đó, trả cho lại cái luồng đó. Rồi mình sáng dính cái dứa lên rồi. Nó ngon. Dính rồi. Dính rồi. Dính dính rồi hả? Cá dứa rồi hả? Dứa nữa chắc rồi. Dính rồi. Hùng Hùng có cá dứa nữa kìa anh em ơi. Bự không? Bự không? Đây. Cá dứa đó nè anh em ơi. Cá dứa u con này bự nè, con này bự nè. Dứt giùm anh nào ơi. Cá dứa bự quá anh em ơi. Con này bự 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 bự. Ơi chích mẹ dúng dây luôn. Lên cá đi là tính. Chạy cứ lên cá đi. Lên lên luôn đi Hùng. Dứt dứt cái dây cần này. Cứ quét quát đi, quát đi. Con này bự nè.
Ủa, hai con lưỡng. Đồ dính gì tôi đuổi vậy? Hạt lưới cá chẽm ông nội. Trong trận dịch tưng bừng vậy mà nó yêu vậy. Ủa, chạy rồi. Dính cánh hoài, dính cánh hoài. Hả? Đỏ kìa, con đỏ của anh kìa. Từ chứ. Đó, con đỏ của anh đó. Ừ. Trộm vậy mình sẽ lấy què được nó. Trời ơi, rồi bay qua vô vị lên. Trời. Quay phim, quay phim cá bự nha. Ừ. Ủa, anh qua có cá rồi cả nhà. Đó. Ủa, anh qua có cá nha. Qua, qua, qua. Hay quá anh rồi. Khui. Lên. Ủa, con này trọng nè. Trọng hơn 2, 3 con có hùng. Được, 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 được. Được không? Được, 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 được. Cầm cá lên, cầm cá lên, cầm cá lên, cầm cá lên. Qua. Hay quá anh rồi. Ủa, cá đẹp quá. Lẹ lên. Xong rồi, xong rồi, tôi xong nãy giờ rồi. Trời ơi. Cá cả nhà ơi. Đâu chạy đâu? Ê nó rồi. Chạy đâu? Nó. Nó cả nhà, nó cả nhà. Ý cái dứa nghe. Ý cái đuôi vàng khè. Nó cái đuôi vàng khè, đã không? Đâu? Đuôi vàng khè. Đuôi vàng khè đó cả nhà ơi. Ăn rồi đó, nó ăn rồi đó. Vớt không anh? Không. Không vớt hả? Khỏi vớt luôn hả? Nhẹ quá. Chắc cá đù quá. Dính mà đi nhẹ hả? Khui. Cá đù. Con đù bự nha. Đù vàng ống ánh luôn nha. Đù vàng ống ánh luôn. Bự cho bá nện. Khó bự luôn hả? Cái đỏ đỏ cũng giật bật 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 nãy giờ kìa. Đỏ bật cái đù. Mày quá anh rồi. Con gì vậy? Ồ cái dứa. Đuôi vàng, đuôi vàng. Đuôi vàng à, thấy khoái rồi. Quá đã anh ơi. Không, kéo nặng quá trời nặng rồi, thấy không? Này quá anh qua ơi. Chú mình qua lên cá nha. Khui, một con có ngao chà bá nện luôn. Khui hàng. Quá đã, con có ngao liền thấy không? Đánh cá nhà. Cá nhà ơi. Nữa hả? Đánh cá nữa nhà hả? Ơi. Trời ơi, đánh cá nhà ơi. Khui. Trời ơi. Đúng rồi. Chính cá nhà ơi. Nó ăn cái lóng bên đó luôn anh Hòa. Ừ. Vậy đây thả bên đó chứ. Ăn lóng bên đó luôn á. Lóng bên đây hồi nãy là cái ngang nó không thấy luôn á. Chính cá nhà ơi. Đầu nó ăn luôn bên đó đó quý ơi. Dạ. Tao đâu ăn luôn bên đó đó. Đổi đi, đổi đi. Đổi đi, đổi đi ha. Đổi quý ơi. Đổi đi. Mấy anh là sáng giờ giờ tới tôi chứ. Đúng không? Ừ, anh sáng giờ giờ tới tôi chứ. Tới tôi chứ. Có giờ chưa? Đây con gác này cả nhà ơi. Chia chia ô. Chia ô quá đã Hồng ơi. Câu này chơi lại. Chia ô. Dày không sao mà không đã. Cái con này mà nãy lên sớm chứ nó còn chua luôn. Chio. Chio. Anya Chio. Dính cái này là hết cứu rồi. Quá đã anh em ơi. Hùng lên cá lê lệ á. Đây con thứ hai của mình nha. Quá đã anh em ơi. Đã quá. Nãy khi nó ăn mình không biết có phải ăn hay không, mình không có dám quay cả nhà xem. Vậy nên lên bờ mình quay cả nhà cùng xem. Bự lắm nha. Nãy giờ hụt hoài à, không có hên, thành ra để con cho sao.
Ơi, Hùng có cái cả nhà ơi. Bự ơi. Kéo đi, kéo nhanh nhanh đi coi giữ cho cái ấy bây giờ. Đây 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 anh lấy cái điện thoại mình để nhắn tôi nói giùm anh. Ơi, một cái gì ghê ta? Cái gì? Không phải ngát đâu, ngát gì bự vậy? Có chứ. Ngát này nó vừa ký có hả? Đây điện thoại mình lên trên. Hùng có cá cái nhà ơi. Điện thoại mình còn 4% mà. Cái gì vậy? Ồ. Không có con cá đâu, giật luôn mà. Đây con cá kìa, bự luôn cá nhà. Đó, quá. Rồi. Ê con cá hình tròn. Hả? Con cá hình tròn. Đủ tê thì mà cái gần cái đầu gần nó đâu sập sập sập. Ồ, con cá đâu? Đây, chú Vườn Hùng đã có con cá ngát nha cả nhà. Hồi nãy kéo con cá lên tưởng đâu là con cá giả, ai ngờ con cá thiệt. À, thấy nó làm dữ quá mà kéo lên cái vỏ xe. Nó vỏ vỏ xe tưởng là con cá giả, ai ngờ. Cái này mình rộng hơn sao ta? Ê, cho tôi gò cái gai coi có đập có đâm có đau không? Thử đi. Đỏ quá trời. Con ngát. Con cá ngát chà bá nển luôn. Nó kéo nó giật mà. Thay lôi cái vỏ xe lên tưởng luôn là đồ giả. Ai ngờ nó đồ thiệt cả nhà ơi, nó bự cỡ này được không? Cười. Nó bự cỡ này được không? Trời ơi. Dính gì luôn sao ta? Hăng, từ từ mở nó ra đã. Bẻ ngạnh trước đi. Bẻ rồi hả? Bẻ ngạnh rồi. Đây. Giả là cái coi. Trời ơi. Ăn nó gì vậy? Nó ngát đã quá. Cho anh coi. Đây. Wow, một con cá ngát nha. Quá đã, quá đã, quá đã. Chúc may mắn nha. Xin đi vô. Anh nha chiêu. Vô đây luôn anh nha chiêu. Anh ơi. Cho coi thùng thùng thế nào. Anh nha chiêu 2 3 cuốc. Ha, trời ơi cá kìa. Đã quá cả nhà ơi. Ước gì được như anh ấy. Có giá cá không? Anh quên. Anh quên. Đã chưa? Quá đã anh Hoàng ơi. Quá đã quá. Hay quá, hay quá. Anh qua tới nữa. Ờ, cả nhà mình lại lên con cá ngao cả nhà. Con thứ tư của mình nha. 4 con rồi đó. Ok. Ở đây hả? Hai. Để mình gỡ cá cả nha. Lê lệ luôn. Hôm nay đã có cá rồi cả nhà ơi. Phải không? Phải không nữa. Khui. Thấy chưa? Phải không? Không biết nhờ nó lên đều vậy cả nhà. Con kia điếm con kia bỏ vô thùng cho. Hả? Rồi. Bỏ vô thùng rồi luôn hả? Hay quá. Thấy chưa Hồng ơi? Cái gì vậy? Cá chét. Cá chét. Cá chét hả? Trời ơi, dính cá chét. Thấy không? Cá chét phải không? Cá chét cả nhà ơi. Ghê vậy. Dính cá chét nha. Đây. Đây cá chét nha cả nhà. Này chỗ khu này tối cá chét, tôi lấy nó như mình ăn. Gỡ lưỡi nha. Nổi cái không lại. Con cá chà bá luôn mà cứ gác. Con cá bự quá. Cá vàng thật luôn trời. Có ngao, có. Người dính nè, cái này dính nè cả nhà. Để mình tại không ai dính á. Để chúng mình bắt cá cả nhà cùng xem nha.
Cá nha ơi. Lại lên cá nha. Ồ, chứ mà hồn nha, có con cá chà bá luôn kìa. Cá chà bá nện luôn. Chà bá nện luôn. Có đã không ơi. Sung sướng cuộc đời. Còn gì nó nữa? Asio. Asio hả? Anh nha Asio. Có cá rồi. Ui. Cá dứa nha anh em ơi. Ý da. Đâu. Hàng nè, hàng thiệt. Cá dứa nha anh em. Nhỏ nhỏ nhưng mà có cá nha. Trời ơi, ghê vậy. Nó về rồi. Nó về rồi. Cười ơi. Sáng là mình động hai con cá dứa vậy ta. Chứ đó, không? Ô, xuống rồi. Ê, ủ vậy? Ôi, sợi rồi. Xuống rồi hả? Bự không? Nhỏ, cũng chạy chạy như đó. Câu đó khó còn thả nữa. Anh Hoa. Ừ. Câu đó khó còn thả nữa. Khó còn thả nữa. Nghe. Quay lên, quay lên, nhiều nhiều lên, nhiều nhiều lên. Cái bươi bươi nhẹ ra đừng có chắc quá. Ồ, con này bự nha. Bự nha anh em ơi. Giờ lên đi, ngóc đầu lên. Từ từ, từ từ, cẩn thận. Đừng có cầm tay, đừng có cầm tay Hùng ơi. Cầm cần á. Cầm cần á. Máy là để nó chạy đi, cho nó chạy đi. Cho chạy thoải mái đi. Chạy, đừng có sợ. Ôi. Hì quá. Trời ơi. Tới công chuyện luôn. Tới công chuyện luôn. Em có hình rồi, em có hình rồi. Có hình ơi, Hùng có hình ơi. Con này bự nha anh em, con này có 3 kg hơn nha. Con này 3 kg hơn á. Có hình rồi nha. Rồi, vậy cầm làm sao đây? Cầm gì sao, cầm gì cầm sao? Cầm sao thầy cho tao thấy cái đuôi vàng á phải không? Rồi. Đã chưa? Đủ vốn rồi. Đủ vốn rồi. Dữ quá. Ừ. Cầm vậy luôn hả? Thôi, ai cầm vậy? Cầm đâu được, cầm. Cầm. Cái ngành hả? Đây rồi, tao cầm đuôi. Thôi, tao quất cái đuôi. Đúng rồi, cầm vậy đó. Cầm đi. Hay quá. Chúc mừng Hùng nha, Hùng nó có cá nha. Cá bự nha. Trời ơi, hàng khủng. Cá nó vừa ăn nha, nó vừa đi lông quận vô Hùng ơi. Hai mươi ngàn mới mở vậy hả? Thả chứ trời. Đó, đó không? Cầm chắc, cầm chắc. Ê, cái máy còn lum. Lấy tao chừa cái máy cái ai. Đó, dưới cái ừ. Rồi cả nó đi, không sao đâu. Cái nó nhỏ nhỏ gì. Cầm anh em, làm chụp với mình nha. Ừ. Cầm cái đuôi á, cầm cái đuôi á. Đuôi chân lùi à. Cầm ừ vậy đó. Đó. Rồi, quá đẹp. Bự nha, ngon lành. Vô. Quá đã. Chơi mừng cái bơ bọc rồi anh quý à. Hả? Chơi bọc á. Hai cái hả? Hai cái bọc. Cái này hả? Ừ. Đã quá ha. Đã. Sảy không? Ừ. Lên bông lau liên liệu không chạy? Cần gì cần câu, cần xịn gì? Vậy là công cá cá mầm luôn.
Rồi có đây trọng nè. Con này giá nửa ký à. Chua này nửa ký à. Khỏi vẽ để luôn đi, vẽ gì nữa. Con hà mà cũng có dính rồi thấy không? Càng gì trùng biển đâu. Dính là mầm hết trơn, cái luồng nó ăn chứ. Quá nhiều nó mới ăn. Thì quá. Trời ơi. Rồi. Cái này vô bóp bình thầu thiệt luôn rồi đó. Lê lễ hai con rồi. Cầm vậy thôi, lưỡi câu gần vậy thôi. Còn con dây dục xuống là có cá nha. Quá đã luôn đó kìa. Ghê thiệt. Nhân tài, nhân tài có là có thiệt nha. Khui. Trời ơi, đầy một thùng luôn ông bà ơi. Cá vô nha. Con cá còn la, còn ngấp rồi. Đã nghe không. Ghê thiệt. Ước gì được như nấy. Cuối cùng hôm qua phải có cá chứ, cái gì đâu mà hôm qua nay bị sọc dưa quá. Cá chạy rồi cả nhà, thấy ghê chưa. Nó thả là rồi, nó đường rồi. Khui. Này quá anh ơi. Nó hả? Nó. Phải là nó thôi. Hay quá anh ơi. Đặc biệt nào. Xin sò đây, con cá nào đây. Tôi dàn cái. Rồi cho coi cái cần câu của anh đó, cái cần anh đâu. Đây. Đó, cái cần có vậy thôi nha cả nhà. Đây, đơn giản thôi. Cầm dây từ dục xuống là lụm mà. Hay thiệt chứ. Tài thiệt. Đơn giản. Hay quá anh ơi. Đi đâu? Nặng kìa. Con cá là nè cả nhà ơi, qua lại chứ có cá tiếp nha. Cá lên liên lệ, li lệ. Thì quá. Không được bự thôi. Trời ơi, vậy thôi mê ly rồi. Vậy là đã rồi. Trời ơi. Cá chạy rồi cả nhà. Nó chạy rồi. Thì quá anh ơi. Thôi mình đi chỗ khác mình câu đi, câu cá này để dành cho nó lớn chứ. Không phải không. Dọn cần ơi, lên cần. Chứ để cho cá lớn chứ, cá nhỏ không hả. Đi. Cứ cần lên đi. Giờ để. Anh Quý không có cá hả cả nhà ơi. Ừ, chà bá luôn Quý ơi. Cá bự hả. Đâu, cá đâu. Hả? Nhẹ thôi. Cá bự cả nhà. Hùng lên cá bự cả nhà. Lên không? Vô nè. Cái quay đi. Phải nó không? Phải. Đó, bồ lao đó. Bồ lao kìa. Sao mà nặng dữ trời, dướng gì không biết. Ủa cái ống gì bự vậy? Cái ống hả? Quen gốc rồi tới đây. Hả? Gốc gì chầm dàm vậy trời? Ống như bông lao vậy trời. Hèn chi nó nặng. Lấy mình đi lâm xuống đây hồn. Con cá à. Thằng con cá ốc ở đâu vậy? Con cá bông lao nó giật. Trời ơi, gốc rồi, giả cao các bạn anh coi. Quá đã luôn. Gốc gì ngồi trời bự vậy? Ốc gì đâu mà chành bành mà nó giật hèn chứ. Quá giả ha. Ốc quá trời. Ốc như bùng lao vậy trời. Nó giật cái đống lạnh luôn mà nó gịch nó lạng ghê lắm. Quá. Ê còn cá ngao bự luôn kìa. Ngao nữa. Ủa bữa nào cũng có ngao trời. Trời. Vô. Quá dữ luôn. Quá. Quá nha Hùng. Biết rồi. Không, nước chảy em ngao. Ngao quá. Ngao. Dính cá luôn cả nhà. Có cá nha. Đủ được nào bánh chua cả nhà. Bây giờ
mình không có mồi chùm, mình câu mình có mồi cá nha cả nhà. Có con dao mình đâu ta? Mất con dao rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem clip mình từ nãy giờ nha. Rồi, cái ghe kia mình anh chở mình đi rồi. Về giờ anh chở mình đi, anh về bển rồi. Rồi, ghe của anh Nạo. Rồi anh Hoa. Cái Hùng đang lưu cua lấy gì dưới đó. Mấy ký? Được mớ gì đó. Ký không? Dạ, lấy ghe. Chục ký luôn hả? Quá, nó cá lỏng nước luôn. À. Được chưa? À, để vậy nó lấy hơi à. Lấy hơi được rồi. Ừ. Rồi, cảm ơn cả nhà đã coi xem clip của mình nha. Giờ anh mới đi về cả nhà ơi. Vô lấy xe đi về. Đi qua đây. Hôm qua nay câu đuối quá. Mà hôm nay uổng là đi không đủ mồi đi câu á. Hết mồi. Mình về sớm. Rồi. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Bye bye.